Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên AB Shop. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là phía bên cạnh mình đang là một chiếc laptop. Và đây sẽ là một chiếc laptop đến từ hãng MSI với cái mã hiệu là Model 14. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chiếc laptop này nó có điểm gì mới, và ngoài cái việc là nó được trang bị thế hệ chip Intel thế hệ 10 mới nhất thì nó có những đặc điểm nào mà các bạn đáng lưu tâm nữa. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên thì khi mà chúng ta nói về một chiếc laptop thì các bạn thường sẽ suy nghĩ đến phần đầu tiên, đó chính là phần thiết kế. Mình sẽ không nói về những chiếc laptop gaming thì các bạn sẽ tập trung về phần cấu hình hơn hay là nó phải hầm hố như thế nào. Mà ở đây chúng ta sẽ có một thiết kế rất là đẹp mắt, rất là tinh tế, cũng như là các bạn có thể thấy là nó rất là nhỏ gọn. Nếu bạn đã từng sử dụng qua chiếc máy MSI PS42 thì chắc chắn thiết kế của Model 14 sẽ rất quen thuộc đối với bạn. MSI đã rất tinh tế khi mang thiết kế này lên chiếc laptop mới của mình. Nó đem lại một trải nghiệm mà những chiếc Ultrabook cao cấp nhất có thể đem đến cho người dùng, sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần sành điệu và thời trang. Việc gia công bằng chất liệu kim loại là một lựa chọn tối ưu khi vừa mang lại độ cứng cáp cần có mà vẫn giữ được vẻ đẹp của thiết bị. Rồi, sau khi mà các bạn nhìn xung quanh về cái phần thiết kế rồi, cũng như là độ mỏng nhẹ, nhỏ gọn, thì cái điểm thứ hai mà các bạn sẽ chú ý đến đó chính là phần gì? Đó chính là cái màn hình của chúng ta. Và MSI Model 14 chúng ta có một cái màn hình được làm mỏng với thiết kế có 3 cạnh viền ở phía trên và 2 cạnh viền ở hai bên, được thiết kế rất là mỏng. Và một điểm mà mình hơi không thích ở phần màn hình này thì các bạn có thể thấy là MSI họ bắt buộc họ phải để cái phần camera xuống phần phía dưới này. Thật ra thì mình thấy đây là một cái vị trí đặt camera nó hơi không tốt một tí. Đối với những bạn nào mà chúng ta thường hay sử dụng những chiếc laptop thì các bạn cũng biết là nếu mà camera họ đặt ở phía trên này nó sẽ tốt hơn, bởi vì camera ở phía dưới này thì khi mà chúng ta các bạn sử dụng video call hoặc là các bạn chụp ảnh hay gì đó đi thì thường cái camera này nó sẽ hướng ở vào phần ngực nhiều hơn là phần mặt của chúng ta. Và khi mà các bạn ngửa cái màn hình lên một tí để chúng ta thấy được gương mặt, thì đặc biệt là những bạn nào mà chúng ta không giống như bản thân mình đi chẳng hạn, mình sẽ không thích những cái loại camera này cho lắm, bởi vì nó sẽ thấy nọng, mình thì nhiều nọng lắm. Máy sẽ có màn hình với kích thước là 14 inch, tuy nhiên nhờ ba cạnh viền cực mỏng mà dù có thân hình khá nhỏ nhưng Model 14 vẫn kham nổi chiếc màn hình này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm độ phân giải Full HD kèm theo đó là tấm nền IPS cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ và màu sắc trung thực. Tuy nhiên, khi đề cập đến với việc làm màu sắc ở trên chiếc Model 14 này, thì màn hình của chiếc laptop mang đến cho chúng ta một độ bao phủ màu sắc khá ổn mà hãng cho biết rằng sẽ gần lên đến là 100% sRGB. Nhìn xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có phần bàn phím cũng như touchpad của chiếc laptop này. Các bạn có thể thấy là ở cái phần bàn phím này chúng ta sẽ có một cái phần bàn phím nhỏ gọn, nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là các ký tự cũng như là các cái keycap sẽ được làm rất là lớn, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng bấm mà không sợ bị nhầm lẫn. Kèm theo đó chúng ta cũng có cái đèn nền màu trắng. Ra thì cái đèn nền này nó cũng không có quá là sáng, nó chỉ là ở nằm ở mức là các bạn có thể thấy được ở trong môi trường thiếu sáng và một tí ở trong môi trường có ánh sáng đầy đủ thôi. Chứ khi mà các bạn ra một cái nơi nào đó, ví dụ như ngoài nắng này chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thấy được phần đèn nền này. Tuy nhiên thì nói chung cái phần đèn nền này cũng chỉ là một phần phụ mà thôi, và nó thật sự đã làm được cái việc mà nó cần phải làm, đó chính là nó chiếu sáng những cái ký tự để các bạn có thể đánh được ở trong cái môi trường thiếu sáng. Về cái phần layout của bàn phím thì các bạn có thể thấy đây là một cái phần layout khá là quen thuộc của những chiếc laptop đến từ MSI. Một điểm mà mình thực sự là trước đây mình đã có sự sử dụng qua rất là nhiều những cái chiếc laptop đến từ MSI, từ những dòng như là GF, GS, sau đó những dòng như là BS hay Creator, thì cái phần bàn phím, những cái phần layout như thế này nó rất là giống so với là những cái chiếc laptop kể cả là gaming hay là những chiếc laptop thuộc dòng BS như thế này. Và với cái layout như thế này thì người dùng hoàn toàn rất là dễ dàng để chúng ta có thể làm quen được, chỉ sau 1 cho đến 2 ngày các bạn sử dụng. Thậm chí là đối với những ai mà chúng ta làm việc với laptop nhiều thì cũng không mất quá nhiều thời gian để mà là quen với cái layout bàn phím này. Cùng với đó là những cái ký tự cũng được in rất là rõ nét, cho nên là các bạn sẽ không phải quá quan tâm về cái khoản này. Về phần gõ phím cũng như là phần trải nghiệm cảm giác gõ thì các bạn không thể nào mà đòi hỏi quá cao trên một cái chiếc laptop ở tầm giá này, cũng như là một chiếc laptop có cái độ mỏng như thế này. Cái hành trình phím của cái bàn phím này mình có thể nói là nó khá là ngắn,
Tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ cảm nhận được là nó có một tí hành trình phím nằm trong đó. Tiếp đến thì sau khi mà chúng ta nói về cái phần bàn phím thì chúng ta phải nói đến cái phần touchpad. Thì touchpad ở trên chiếc laptop này mình nghĩ rằng MSI họ đã làm khá là tốt, bởi vì nó mang lại một cái cảm giác vuốt chạm rất là êm ái, rất là mượt mà. Tuy nhiên thì nó còn mang đến cho mình một cái cảm giác đó là sự bền bỉ của cái phần touchpad này. Không giống như một vài những cái chiếc laptop trước đây của một vài hãng, thì khi mà họ gia công cái phần touchpad này thì khi các bạn bấm, các bạn tác động một cái lực lớn vào cái phần touchpad này thì nó sẽ bị flex xuống, nó sẽ bị lún xuống. Nhưng ở trên cái chiếc Model 14 này thì nó sẽ không có cái hiện tượng đó, và đây là một điểm mình cho rằng rất là tốt. Kèm theo đó là cái kích thước của cái thành touchpad này nó không phải là quá lớn, nhưng mà nếu so ra với một cái chiếc laptop có cái kích thước nhỏ nhỏ như thế này thì cái phần touchpad này vẫn vừa đủ để các bạn có thể sử dụng. Một điểm nữa mà mình muốn nói về cái chiếc laptop này đó chính là phần bản lề. Thông thường thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta đã từng gặp rất là nhiều những cái vấn đề với những cái bản lề ở trên các chiếc laptop của MSI. Tuy nhiên thì trên bản lề của chiếc laptop này, dù là mình thấy nó được làm bằng nhựa, tuy nhiên thì cái phần chính của cái bản lề này lại rất là chắc chắn, cho nên là khi mà các bạn mở ra thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của phần bản lề. Tuy nhiên thì do là cái bản lề này nó không thể mở lên bằng một tay được, cho nên là các bạn hãy giữ một tay ở phía giữa cho một tay chúng ta mở cái phần màn hình lên, để chúng ta có thể là bảo quản cái chiếc laptop của chúng ta tốt hơn. Người ta thường nói là của bền là tại người mà. Với những chiếc laptop có kích thước nhỏ gọn như thế này, cũng như là với một cái độ mỏng như vậy, thì các bạn thường sẽ tự hỏi rằng liệu rằng thì chiếc laptop này chúng ta có đầy đủ những cái cổng kết nối hay không. Và mình xin thưa với các bạn rằng là các bạn sẽ có đầy đủ những cái cổng kết nối cơ bản nhất ở trên cái chiếc laptop này. Cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một khe cắm thẻ nhớ SD. Còn cạnh trái sẽ là cổng nguồn HDMI, một cổng USB Type-C và một jack cắm 3.5mm, kèm theo đó sẽ là 3 đèn LED thông báo. Với dòng máy mỏng nhẹ như thế này thì thường chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến hệ thống tản nhiệt của máy. Nhưng điều này vẫn sẽ rất cần thiết vì máy được làm bằng chất liệu nhôm nên sẽ rất dễ bị nóng lên trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Vì vậy, MSI đã mang lên Model 14 hệ thống tản nhiệt Cooler Boost 3 nhằm giảm thiểu nhiệt độ của máy. Hệ thống này sẽ bao gồm 2 quạt tản nhiệt và 3 ống đồng. Cuối cùng, một điểm mà mình nghĩ rằng các bạn chắc chắn cũng đang đợi luôn, đó chính là phần cấu hình của chiếc laptop. Và điểm đặc biệt của phần cấu hình này, chúng ta sẽ có con CPU Intel thế hệ 10 mới nhất. Ngoài việc Model 14 sử dụng CPU thế hệ thứ 10 với hai sự lựa chọn là Core i5-10210U và Core i7-10510U, thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản mang sức mạnh của chiếc card đồ họa Nvidia MX250 2GB, cùng với đó là 8GB DDR4, 256 hoặc 512GB SSD. Và với cấu hình này thì tất nhiên việc máy hoạt động một cách mượt mà trong các tác vụ thông thường như giải trí, xem phim, lướt web, làm việc, học tập là điều hiển nhiên. Tuy nhiên nếu để chơi game thì máy có thể chỉ chơi được những tựa game nhẹ nhàng, không đòi hỏi một cấu hình quá cao. Nếu các bạn muốn chơi game thì đây sẽ không phải là sự lựa chọn tốt dành cho các bạn. Ok, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến các bạn về chiếc laptop MSI Model 14 này. Các bạn thấy là phiên bản mới của dòng BS này có thực sự thu hút các bạn hay không? Và liệu rằng thì các bạn có mua cái chiếc laptop này hay không? Mình nghĩ đây sẽ là một chiếc laptop rất là tốt để mà các bạn có thể mang đi nhiều nơi. Nó rất là nhỏ gọn và cộng với lại là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ nữa, chỉ vào khoảng là 1.2kg. Đây là thực sự là một cái trọng lượng mình nghĩ rằng rất là dễ để chúng ta có thể mang vác, cùng với đó là một cái kích thước nhỏ như thế này. Thì vì là các bạn chỉ cần có một cái ba lô nho nhỏ thôi thì các bạn đã có thể mang đi rồi. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video đánh giá về chiếc laptop này tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho AB Shop. Còn nếu các bạn muốn mua chiếc laptop này hay các bạn muốn mua những chiếc laptop khác cùng với đó là những linh kiện PC hay là các gaming gear thì các bạn có thể đến với AB Shop, số địa chỉ là 370 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc truy cập vào website abshop.vn. Mình sẽ để đường link phía bên dưới ở video để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.